What does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. What's up cho anh em Tùng Chôn đây, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xuân Vũ Audio Channel. Ở trên tay của mình đang là hai cái chiếc loa Bluetooth trong phân khúc mức giá khoảng tầm là 1 triệu đồng. Ở bên tay phải của mình đó chính là chiếc JBL Go 2, còn ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc Sony XB10. Đầu tiên trước khi đến với lại cái phần so sánh thì mình xin chia sẻ về mức giá của cả hai cái sản phẩm này. Đối với lại cái chiếc JBL Go 2 thì chúng ta có một cái mức giá khoảng tầm là 950.000. Còn đối với lại cái chiếc Sony XB10 thì em nó có mức giá khoảng tầm là hơn 1 triệu đồng, như vậy chênh nhau cỡ khoảng tầm là 200.000. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về thiết kế của cả hai cái sản phẩm này. Đối với lại cái chiếc JBL Go 2 thì chúng ta có thể thấy là em nó được làm tổng thể dưới dạng kiểu một hình hộp ấy, và trông kiểu dáng nó rất là nhỏ gọn, và với một cái kiểu thiết kế như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể đút vào túi quần một cách rất là thoải mái. Còn đối với lại cái chiếc Sony XB10, thực sự là cái kiểu dáng của em nó cũng rất là nhỏ gọn, tuy nhiên là em nó lại được thiết kế theo kiểu là một cái hình trụ, chính vậy là khi mà các bạn đút vào túi quần ấy thì nó sẽ bị cộm lên tương đối là to. Và chính vì cái điều này Sony đã trang bị cho cái sản phẩm của chúng ta, đó chính là một cái móc cao su để giúp các bạn có thể đeo vào ví dụ cặp này, hoặc là các bạn đeo vào xe đạp, hoặc là những cái nơi mà các bạn có thể sử dụng cái móc cao su các bạn đeo vào. Đấy thì chúng ta có thể di chuyển một cách dễ dàng. Như vậy là xét về cái tính thuận lợi trong quá trình di chuyển thì mình đánh giá cao với chiếc JBL Go 2 hơn. Còn về hai cái sản phẩm này, sản phẩm nào đẹp hơn sản phẩm nào thì nó là do tùy cảm nhận của mỗi bạn. Có thể là có những bạn sẽ thích cái kiểu dáng của nhà Sony nó hình trụ kiểu này hơn, còn có những bạn lại thích cái kiểu nó vuông vắn như cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai này hơn, thì cái đấy thì chúng ta sẽ không bàn tới. Về chất liệu thì đối với lại cái sản phẩm Sony XB10 thì bộ vỏ của chúng ta ở cái phần này này, nó sẽ được làm bằng dưới dạng kiểu cao su mềm, và các bạn đây, các bạn thể nhìn này, đó mình có thể ấn được vào này. Cũng như là cái màng loa này của chúng ta thì nó được làm bằng chất liệu nhựa các bạn nhé. Ở dưới này thì cái đế của chúng ta cũng được làm bằng nhựa. Còn đối với lại cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai thì cái màng loa của chúng ta được làm bằng kim loại, cũng như là cái phần viền này của chúng ta sẽ được làm bằng một cái kiểu như là nhựa, nhưng mà nó sẽ có một cái lớp phủ mình sờ vào rất là thích. Và nếu mà xét về mặt chất liệu thì mình tiếp tục đánh giá cao cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai hơn. Trong phần thiết kế này thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn một chút về mặt phím bấm. Thì mình đã sử dụng hai cái thiết bị này một thời gian thì mình cảm giác như là cái phím bấm của cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai nó bấm cảm giác nó dễ hơn so với lại cái chiếc Sony XB10. Bởi vì khi mà các bạn đặt lên bàn thì cái phím bấm của cái Sony XB10 nó sẽ để ở vị trí này. Và khi mà các bạn ấn này, đây các bạn phải dùng rất là nhiều lực các bạn giữ, cũng như là cái phím của nó hơi cứng một chút. Còn đối với lại cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai, khi mà các bạn đặt lên bàn thì tất cả các phím bấm của chúng ta nó nằm ở cái mặt trên này. Chính vậy khi mà các bạn ấn này, nó rất là đơn giản và các bạn dùng không cần quá nhiều lực. Và cả hai cái sản phẩm này thì cũng có đầy đủ các cái cổng kết nối, ví dụ như là cổng sạc micro USB, cũng như là một cái jack cắm 3,5mm để các bạn có thể truyền âm thanh từ điện thoại qua cái sản phẩm loa của chúng ta bằng hình thức là có dây. Và tiếp theo phần thiết kế thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về mặt tính năng của cả hai cái sản phẩm này. Và có thể nói tính năng chính là một trong những cái yếu tố rất quan trọng để giúp cho các bạn có thể lựa chọn một cái sản phẩm loa Bluetooth hợp với chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái khả năng chống nước. Thì cả hai sản phẩm này thì nó sẽ đều có những cái tiêu chuẩn chống nước riêng. Đối với lại cái chiếc JBL Go thế hệ thứ hai thì chúng ta sẽ có cái tiêu chuẩn chống nước đó chính là IPX7. Còn đối với lại cái sản phẩm đến từ nhà Sony thì nó sẽ có cái tiêu chuẩn chống nước là IPX5. Và chia sẻ thêm với các bạn đó chính là IPX7 nó sẽ có cái khả năng chống nước là tốt hơn so với lại IPX5. Đối với lại cái tiêu chuẩn IPX7 thì các bạn hoàn toàn có thể ngâm cái sản phẩm này trong nước. Còn đối với lại IPX5 thì chúng ta sẽ không có khả năng ngâm cái sản phẩm này trong nước, mà chúng ta sẽ chỉ có cái khả năng là kiểu chống nước mưa này, rồi là nước tạt vào thôi. Như vậy là về cái chống nước thì sản phẩm JBL Go thế hệ thứ hai nó sẽ hơn so với lại nhà Sony. Tuy nhiên JBL Go thế hệ thứ hai nó sẽ thiếu một vài các cái tính năng mà Sony XB10 nó sở hữu. Đầu tiên mình phải kể đến đó chính là công nghệ kết nối NFC. Đây sẽ là một cái công nghệ giúp các bạn có thể kết nối cái loa của chúng ta một cách nhanh hơn. Nếu như bạn nào mà đã sử dụng những cái sản phẩm có NFC rồi, các bạn kết nối nó rất là đơn giản. Ngoài ra thì Sony XB10 nó còn có một cái công nghệ đó chính là
pair hai cái loa Bluetooth với nhau để có thể tạo nên cho chúng ta một cái hệ thống âm thanh stereo. Còn đối với lại chiếc JBL Go thế hệ thứ 2 thì chúng ta không có khả năng pair không dây như vậy, mà chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái khả năng đó chính là cắm dây 3.5 vào hai cái loa thì chúng ta mới có khả năng kết nối. Như vậy là tiếp tục là một điểm thua của cái chiếc JBL Go thế hệ thứ 2. Chưa kể đến việc là cái sản phẩm Sony XB10, đối với lại về mặt phần mềm thì chúng ta sẽ có một cái công nghệ quản lý pin thông minh. Có nghĩa là khi mà loa của các bạn gần hết pin ấy, thì cái chế độ tiết kiệm pin sẽ tự động được kích hoạt trên cái sản phẩm này, giúp chúng ta có thêm cái thời gian chơi nhạc khoảng tầm là 30 phút. Và cái tính năng thông minh này thì tất nhiên là nó sẽ không có ở trên chiếc JBL. Tuy nhiên mình cũng muốn lưu ý cho các bạn về cái tính năng tiết kiệm pin ở trên cái chiếc Sony XB10 này. Đó chính là về cái âm lượng của nó, khi mà cái chế độ tiết kiệm pin nó được kích hoạt thì nó sẽ phát ra không thực sự lớn và nó sẽ chỉ duy trì ở một cái mức gọi là bình thường thôi. Các bạn muốn tăng âm lượng thì các bạn cũng không thể nào mà tăng được. Ngoài ra thì mình cũng muốn chia sẻ thêm một cái điều nữa ở trong cái phần tính năng này, đó chính là về thời gian sử dụng. Theo như công bố nhà sản xuất thì cái chiếc JBL Go thế hệ thứ 2 nó sẽ cho chúng ta một cái thời gian nghe nhạc lên tới là 5 tiếng. Tuy nhiên con số này ở trên chiếc XB10 nó còn xuất sắc hơn rất nhiều lần. Cái chiếc XB10 này do sở hữu một cái thiết kế có thể coi là nó to hơn so với lại JBL. Chính vậy là Sony đã tích hợp vào trong cái chiếc XB10 này một cái viên pin lớn hơn. Chính vậy là nó có khả năng chơi nhạc lâu hơn rất nhiều so với lại JBL Go thế hệ thứ 2. Và con số này theo như công bố của nhà Sony nó sẽ lên tới là 16 tiếng khi mà các bạn chơi nhạc ở mức 60% âm lượng. Như vậy nếu mà các bạn có chơi max âm lượng ấy thì em nó cũng ít nhất là khoảng tầm là được 10 tiếng. Như vậy là về thời gian chơi nhạc thì Sony XB10 nó sẽ hơn rất nhiều so với lại JBL Go thế hệ thứ 2. Tổng kết lại ở cái phần tính năng thì có thể nói JBL Go thế hệ thứ 2 nó chỉ hơn cái chiếc Sony XB10 này ở cái khả năng chống nước. Còn lại về mặt tính năng thì XB10 sẽ giàu tính năng hơn so với lại JBL Go thế hệ thứ 2. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển đến một cái phần có thể coi là quan trọng nhất để giúp cho các bạn có thể đưa ra quyết định là nên mua cái sản phẩm nào, đó chính là về mặt chất âm. Về mặt chất âm thì đối với lại một sản phẩm loa thì nó sẽ phụ thuộc khá là nhiều về cái cấu hình phần cứng. Đối với lại cái chiếc JBL Go thế hệ thứ 2 thì chúng ta sẽ chỉ có một cái driver ở giữa như thế này thôi. Còn đối với lại cái chiếc Sony XB10 thì chúng ta sẽ có hai driver, một driver ở trên và một driver trầm ở dưới. Và như vậy là qua cái cấu hình này thì các bạn cũng hình dung được một phần nào về mặt chất âm của hai cái sản phẩm này. Khi mình đã chơi rất là nhiều bài nhạc khác nhau thì cái chất âm của cái sản phẩm Sony nó sẽ có thêm một chút bass và các cái bài hát của chúng ta thì nó sẽ có một cái độ kiểu như là ấm áp hơn. Còn đối với lại cái chiếc JBL Go thế hệ thứ 2 thì cái giải bass của nó không thực sự là tốt. Tuy nhiên đó chỉ là về giải bass thôi, còn về giải mid cũng như là giải treble thì mình đánh giá cao cái sản phẩm JBL Go thế hệ thứ 2 hơn. Đối với lại cái chiếc JBL Go 2 này, cái driver duy nhất của chúng ta sẽ có công suất là 3W và thực sự là cái driver này nó thể hiện giải mid cũng như là giải treble rất là tốt, và khi mà chúng ta bật hết công suất thì nó sẽ không bị vỡ, không bị méo tiếng cũng như là nó sẽ không có những cái tạp âm kiểu xè ấy. Nếu mà xét về mặt âm lượng nhá thì cái driver ở bên cái chiếc JBL Go thế hệ thứ 2 nó sẽ lớn hơn so với lại cái chiếc Sony XB10, bởi vì là cái driver ở bên sản phẩm nhà Sony thì họ không công bố cái công suất của chúng ta, nhưng mà mình ước tính nó chỉ khoảng tầm là 2 cho đến 2,5W. Cộng thêm cái loa trầm này thì thực sự là cái loa trầm nó sẽ chỉ có những cái tiếng và nó sẽ không thực sự làm, nó sẽ khiến cho cái giải mic cũng như là giải treble của cái sản phẩm này nó quá lớn, và nó sẽ cái sản phẩm này nó sẽ thích hợp với lại các bạn mà nghe đầy đủ các thể loại. Còn đối với lại cái sản phẩm JBL Go thế hệ thứ hai này thì nó sẽ rất thích hợp dành cho những bạn nào mà thích một cái sản phẩm loa nó nhiều mid, nhiều treble cũng như là nó sẽ có một cái mức âm lượng nó đủ lớn. Và cái sản phẩm loa này nó sẽ rất phù hợp dành cho những cái bạn nào nghe những cái thể loại nhạc trữ tình, và đặc biệt là bảng xếp hạng Zing đang rất là nhiều các cái bài hát trữ tình, và thực sự đây là một cái thế mạnh của JBL khi mà chơi nhạc ở thời điểm hiện tại. Còn đối với lại Sony thì mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó chính là nó sẽ có mặt lợi thế về mặt giải bass. Tuy nhiên khi mà các bạn bật mức âm lượng lớn ấy, thì cái mức bass của nó sẽ giảm xuống và cái treble cũng như là mid nó sẽ nhiều hơn. Có nghĩa là khi mà các bạn bật volume to ấy, thì hai cái mức nó sẽ không đồng thời là nó tăng lên, nó sẽ tăng nhiều cái phần mid và treble lên, còn bass thì nó sẽ chỉ duy trì ở một cái mức cố định mà thôi. Và trên đây là video so sánh của mình về hai cái sản phẩm, đó chính là JBL Go thế hệ thứ 2 và chiếc Sony XB10. Tổng kết lại, nếu mà mình được chọn ấy, thì có lẽ là cá nhân mình thôi nhá, cá nhân mình thì mình sẽ chọn cái sản phẩm Sony XB10, bởi vì là cái thời gian sử dụng pin của nó khá là lâu, cũng như là những cái tính năng như là NFC cũng như
là chúng ta sẽ có khả năng kết nối hai loa cùng một lúc. Còn đối với lại cái chiếc JBL thì có lẽ là đây là một cái sản phẩm loa di động cũng rất là tốt, tuy nhiên nó sẽ hơi ít tính năng, cũng như là cái thời gian chơi nhạc của nó chỉ khoảng tầm là 5 tiếng, và thực sự là cái chất âm của cái sản phẩm này rất là thích hợp với lại những cái bạn nào mà thích nghe những cái thể loại nhạc trữ tình nhiều chép cũng như là nhiều mid. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay cũng như là bổ ích thì đừng quên để lại một like, một share, một subscribe để ủng mình cũng như ủng hộ Xuân Vũ Audio Channel nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside.